Dạ, Linh xin kính chào quý ông bà cô chú các bạn, cái nhỏ Moon đi ra thăm nhà. Chiều nay thì mấy chú họ làm xong rồi nên là Moon sẽ đi ra thăm. Tại hồi sáng thì người ta cắt gạch với sơn trà đó nên là bụi hơi nhiều, Moon chưa ra. Ở đầu ở ruộng cái chiều cái đi vòng vòng chơi vậy không bà cô chú ơi. Con chào quá hả? Chào mặt ghét cái gì? Vừa chào mà vừa đòi mẹ ổng nữa chứ. Xin chào ơi. Xin chào. Chào. Xin chào. Ôi ơi chào kìa. Ý sao lột nón ngay dục luôn rồi. Cái chị này chị dục cái nón luôn rồi. Nè. Xin chào ơi, con chào. Chào nãy giờ rồi người ta biết chào một lần à. Dục nó kìa mẹ, chuẩn bị dục nó kìa. Mẹ cầm luôn cho. Hết mưa rồi. Nãy giờ mấy thợ ta về vậy đó không bà cô chú ơi. 5 giờ là người ta làm xong công chuyện người ta về. Bên đây nhà của bé Moon cũng sắp xong rồi. Mấy chú đi về mấy chú bắt đèn cho sáng chân luôn. Bữa nay Linh mới mua cái bồn nè để gắn lên có nước xài. Bồn này 1.500 lít. Nay nhà gắn bóng đèn này nên sáng. Đồ ta cất vô còn nhiều. Bữa nay sơn xong luôn rồi đó không bà cô chú các bạn. Bố đi cà con. Cái này đẹp không? Vô dẹp mấy cái này mới về nè. Nãy đi gửi mấy cái đồ trong nhà đó. Chưa có xong nên là còn bụi bẩn. Xong ta dọn dẹp luôn là. Nói chung là nhà cũng gần hoàn thiện rồi. Còn gắn cửa gắn nẻo nữa là xong rồi đó mọi chú các bạn. Chào. Mặt mắc cười cái gì? Cứ đòi mẹ ẩm không á hả? Đây là chỗ gửi chén của nhà Linh. Quên với bà nội đi nghiệm thu công trình á. Chưa sửa cái này lại con. Dạ chưa mẹ. Nó đột sâu vô rồi hàng thi mất mát rồi. Mới sơn xong nhưng mà nước sơn mới nè. Ừ. Tường mình sơn màu trắng nhưng mà lại dần nhìn thấy nó ra màu xanh xanh. Ừ. Ở ngoài thì cái màu đậm hơn ở trong mẹ. Ngoài giống màu xanh, hơi xanh xanh. Màu mô nữa. Sao? Ôi đồi kìa, nãy giờ mẹ đi vòng vòng cái đồi. Nè con coi vú sữa chín nè. Ra đây nè. Mẹ cho coi nè. Wow. Ông bà cô chú các bạn hay coi cây vú sữa nhà Linh nè. Chín quá trời luôn. Chín lắm. Bỏ bớt nhiều lắm. Cái quá trời. Ừ. Vậy là nó thưa bớt rồi đó. Tại mình lặt bỏ. Này ngày mai sáng mình gánh ra mình hái hả mẹ? Ừ.
Rồi đi tham quan vòng vòng sơ. Còn mấy bữa nữa là xong nhà, là Moon được về nhà mới ở rồi đó. Rồi đi vô Moon đây. Thấy con chó này. Chó nó lại. Chó của bác Đoàn qua chơi, ngày nào nó cũng qua chứ. Rồi đi vô Moon đây. Chiều nào cũng lội vòng vòng ra nhà chơi vậy đó. Cái sầu riêng trước nhà. View trước cửa nhà là sầu riêng bơ chôm chôm. Nãy giờ đi thăm nhà vô rồi, giờ chiều nay mẹ Linh sẽ làm chè cây nước cho cả nhà nha ông bà cô chú các bạn. À, mình có đi chợ nè, mua được ít bột. Cái này là bột nếp nè. Cái này bột nếp thường, cái này bột nếp lọc. Mình pha lộn hai thứ lại cho nó ngon. Cái này dừa, để mình là dắt cái cốt dừa mình làm nước cốt á. Cái này đường, mình cũng nấu hai loại, một loại đường tán với lại đường cát. Còn đậu xanh này mình ngâm sẵn rồi. Giờ mình dắt nước cốt dừa vô mình nấu. Mình nấu đậu. Bây giờ mình dắt nước cốt nha. Nó chè cây nước thì mình phải trộn hai bột lại nó mới mềm được lâu phải không mẹ? Ừ, nó mềm với lại nó ấy. Một cái thì nó một loại thì nó mềm quá. Mình phải trộn hai loại lại vậy cho nó nấu nó mới ngon con. Dừa không mẹ? Ừ. Để mấy ngày cũng không có bị cứng. Ừ. Bữa giờ làm đồ ăn mặn nhiều, bữa nay thử làm làm ngọt. Gì mẹ Linh dắt vô cái đậu xanh này luôn nè. Ừ. Dắt vô mình nấu với đậu cho nó hết thơm, nó béo. Mình làm nhân cho nó ngon đúng không nè. Ừ. Còn đây nước cốt nhất mình để lại. Ừ. Mình nấu đem lát ai ăn thì chan vô thêm vô chè. Ừ. Nấu đậu mình nấu nguyên. Bắt đầu mình ngâm sẵn thì mình nấu sắp sắp như vậy thôi. Nếm muối vô đây. Mình bắt bếp lên mình nấu. Bây giờ bắt đầu mình nhồi bột. Cho nửa bột này với nửa bột kia vô. Pha hai loại bột vô, mỗi loại một thứ nửa ký. Cái này mình nấu nước cho nó ấm ấm, mình nhồi vô. Này phải nhồi nước ấm, không nhồi nước lạnh được đâu mẹ. Nhồi nước lạnh thì nó không có ngon bột, mà hả nhồi bằng nước sôi thì nó bị ốc trâu quá con. Dạ. Vậy rồi nước ấm là nó ngon nhất. Ừ. Nó nước ấm ấm. Giờ có bột sẵn vậy nó rất là tiện. Hồi xưa muốn ăn cái gì cái mình phải ngâm gạo, ngâm nếp mình xay. Mình mới nấu. Bột này làm bánh ít được không mẹ? Ừ, bột này làm bánh ít được. Chè nước này cũng tựa tựa như bánh ít mà của mình là nó không có gói lá, nhưng mà nó làm đường luộc lên không mẹ? Ừ. Cái bột này nè, cái nó để là bột thơm, bột khóm Thái. Dạ. Vì cái bột nó hơi vàng vàng cũng thấy không? Dạ. Chắc người ta có trộn nước khóm vô để nó lọc hay sao? Ừ. Bột khóm nó cho nó dai á con. Dạ. Nó trong bột. Thì khi cái bột nó vàng cũng thấy không? Bột này, nhồi bột này mình rửa tay sạch mình nhồi chứ mình không có
giòn bằng bao tay được. Tay nó dính vậy đó. Nhồi bột này em để cho bột nó nở ra, nó nghỉ một tí nữa. Màu xanh nó chín cái bắt đầu mình dò nhân mình mới nắng viên được. Bột gì nó vừa nó để cho nó hơi nở một xíu. Giờ đậu xanh này nó không chín rồi, giờ mình nhắc xuống mình để nguội rồi mình giò nguyên cái trắng là nước cốt dừa. Mình cho miếng hành lá vô cho nó thơm, giờ còn đang nóng rồi mình đánh đi. Có nước cốt dừa rồi mình đừng khỏi làm bằng dầu. Có nước cốt dừa thì mình thắng vào hành mình bỏ vô nó béo. Nước cốt dừa nó cũng béo, mình chút mình dắt nước dừa, mình thắng nước dừa từ ở ngoài ai ăn đó mình chan riêng cho. Để mình cho nó nguội, nguội cho mình dắt nhân. Lòng mình dò nhân. Nó vẫn còn hơi nóng nóng. Mình ngồi đó nha, mình ngoan lắm nha. Xin chào hả? Mình xin chào. Em ơi. Nhìn là nội làm hả? Nội làm ha con, mốt học làm ha, lớn lên làm ha con ha. Xin chào đi con, xin chào bà cô chú đi nè. Xin chào. Này nhìn cái gì dữ à, cái này nhìn đồ ăn. Xin chào. Mẹ Linh dọn nhân xong rồi nè bà cô chú các bạn. Bây giờ qua đây mình sẽ nắng cái bột này. Giờ nước sôi rồi thì mình nắng, mình thả vô. Làm viên nhỏ nhỏ vậy ăn nó không có ngán. Viên bự á. Trong nước này là nước không hả mẹ? Ừ. Khi nào mình mới cho đường vô mẹ? Chút mình thắng cái đường riêng coi. Mình vớt ra, mình thắng nước đường riêng rồi mình mới bỏ vô con lại. Mấy người có cách làm khác nhau ha, chứ quên thấy mẹ con luộc nước đường luôn. Nước đường vậy cái bột nó cứng cơ. Tùy á, chắc do bột hay sao á. Bắt bột y như bánh ít vậy.
Được. Ở bên đây mình thắng nước đường nè, mình cho nó cái đường tán lên cho nó có màu. Cái siêu nước này nó chín, mấy cái này nó chín rồi nó nổi lên nè, cái nhỏ nhỏ thì dao viên cũng bự mẹ nó nở ra con. Nhưng mà nó nổi lên là nó chín rồi đó. Mình đổ còn bỏ nước về nó không có bị chua bột. Đây, Linh với mẹ dò xong rồi, bà cô chú các bạn. Qua đây cái nước đường nó sôi rồi nè. Mình cho gừng vô đây. Nấu gừng nhiều nhiều nữa cho mình. Cái chè này là không thiếu gừng được. Mà có gừng nó mới the the, nó mới thơm bà cô chú. Nước đường này nó sôi rồi, bắt đầu để mình vớ cái này ra. Cho mình thả cho vô ra cái nước đường này. Nhìn viên chè miếng na nó nhấn ngon. Giờ mình bỏ vô nước đường thì mình luộc cho nó thấm tất đường nó mới ngon. Nó đã chín rồi đó. Cái này giống như bánh ếch trần vậy mẹ. Mình khỏi luộc nước đường là mình làm nước mắm ăn hả mẹ? Ừ, làm nước mắm. Nở ra thành một nồi bự quá. Nấu con ký nếp mở ra nhiều ghê á. Ký bột chưa được chín mấy. Mấy cái viên ỉ này mình thả thẳng vô đây luôn. Dư bột này nên nắng. Linh thích ăn mấy cái viên nhỏ nhỏ nè, gọi là dễ không có nhân. Ăn nó dai dai vui miệng. À, cái này phải có gừng nó mới ngon em, nó mới thơm. Giờ hả, trong lúc mà đợi chè cho nước thì nhà ăn cơm trước, lát chè ăn chát miệng. Cơm đơn giản không bà cô chú ơi, thịt kho, cá chiên, gạo với canh mà. Ghê ha, cái mùi gừng thơm ghê ạ. À? Anh đi nhẹ nhẹ từ từ, anh lên tắt cái gì. Không phải chuyện gì.
quá. Chè cho nước chủ yếu là ngon, giờ cái nước gừng á. Thơm không? Dạ, gừng nhiều nó ngon cô. Không luôn cả. Súp lơ luộc ăn nó ngọt, nó ngon chị ha. Xào dầu. Có cái này nè. Ăn cái này nó bị sống lại quá rồi người kia. Đẹp da. Bây giờ nó ổn định nhịp tim bạn nó nói. Không có xào dầu mỡ mà ăn dễ dàng ăn đồ luộc cho nó tốt. Cũng ăn đồ luộc à. Nó phiền cổ. Muối thì thiếu muối là dễ mà ngon hay ngon chứ không? Anh chỉ có một liền tí là ngon, ăn không ngon. Ngon thiệt mà. Vậy nó bị liền tí á. Mà bếp khẩu vị của em là khoan kiểu vậy nè. Bởi vì mới lên á. Còn ông Ngọc lại không ăn. Nên ông Ngọc chỉ có luộc. Canh cũng không dầu, cũng luộc. Vậy nó mới tốt. Bởi là có mập được đâu hấp thu chứ chết dầu dinh dưỡng gì đâu mà. Cái gì cũng luộc đây. Đúng mà muốn mập phải có chất béo. Béo bổ sung chất béo. Canh là cho nước sôi không? Thả rau vô mà xong. Ăn đơn giản mà ăn vậy không có bệnh đó em. Cái ăn dầu mỡ nhiều quá cũng bệnh. Mẹ sống thọ nữa. À mà Ngọc ăn rau vườn rồi. Nên mình thắng nó cái vừa. Bắt cái nước dảo lên trước. Anh ăn đâu? Cặp một tí xíu muối vô. Cho một muỗng bột vô trong này. Rồi chút cái nước cốt dừa mà nó bị nó lền lền á, nó ngon. Rồi vô hẳn vô nước cốt dừa đi. Bây giờ ha, chè chín này Linh sẽ múc rau và cô chú các bạn này. Thấy hấp dẫn quá luôn á ông bà cô chú các bạn. Này kỳ quá. Thợ không khéo gì hết trơn. Rồi, mẹ cho đậu phộng vô. Rồi, con mời cô mời chú ăn chè. Bán kiểu này cũng lộng cộng quá. Dạ. Ăn đi. Chú có coi nước cốt dừa thiếu hay con bỏ thêm chú ơi, sợ nhiều quá ngán. Tại chè nó cũng ngọt rồi. Rồi cái này của mẹ. Linh ăn chén nhỏ ha. Linh ăn chè ỉ. Dạ, một viên nhỏ nhỏ, ăn viên nhỏ thôi. Hồi đó chị sao một nếp cái gì để nhà đó. Trưa buồn cây lấy viên nhỏ nhỏ rồi. Nhảy dữ dào qua đây mẹ ổng cho bà ăn cả. Mời ông bà cô chú các bạn thưởng thức chè sôi nước nha.
thầy sao cô không mày không mập đấy. Đây, Linh là ăn viên nhỏ nhỏ vậy ạ. Linh là thích ăn viên nhỏ à? Canh nhiều quá không dám ăn. Mời ông bà cô chú các bạn. Mềm quá hả cô? Dẻo. Thích đây. Rồi, ăn gì giờ rồi? Con ngọt chưa ăn được. Ngọt quá, nó hắc sắc. Ngọt quá, nhanh ngán lắm cô. Thơm gừng quá. Em cũng muốn đòi ăn mà không cho em ăn cái em nãy nè. Xin đó hả? Biết bà hay cho ăn á, xin. Chưa ăn được. Buổi tối rồi, không dám cho ăn nước cốt dừa. Nó có đường xào không? Đường mình mía, đường cục cục chưa? Nó đỏ, nó đỏ. Này mình hâm đi hâm lại càng nhiều lần nó càng ngon cô, nó thấm vô chồng. Dạ. Dạ. Sóc ơi. Ăn chè cho nước nè Sóc. Nhanh lên. Ăn gừng nhiều cho ấm bụng. Mùa này mùa lạnh ăn gừng được. Rồi sáng thức dậy ăn ăn sáng ngon đó cô. À, Sóc ơi. Cô không biết ăn gừng hả cô? Cay lắm. Không phải là cô ăn được mùi vị mà nó cay nè, cô ăn không được. Dạ. Cay quá. Cắm vô cái the cái nữa. Dạ. Em đâu ăn hút gừng được không? Không. Em thua đó. Em ăn hồi nữa là bắt đầu là nước mũi của em á. Dạ. Nó sặc lên mũi là nó nước mũi chảy. Dạ. Ăn gừng như thế. Dạ. Có người ta thích ăn nước mứt gừng á, uống nước trà ngon lắm á cô. Con cũng thích ăn mứt gừng ngào á. Ngào với chuối á, ngào gừng không thì không thích nhưng mà ngào với chuối thì thích hơn. Thích ăn mứt gừng người ta làm viên củ á. Ta xăm á. Cậy lắm sao ăn nổi. Xăm ta làm chứ không ít cây. Chắc người ta ngâm mình luộc bao nhiêu nước quá. Ta xăm nhiều, ta xăm luộc nhiều. Thắng với đường phải không mẹ? Cái giống như tép tép gừng vậy mà có đường ngoài phải không mẹ? Thôi đi nha. Con nè. Làm được luôn. Dạ được. Trứng nướng dễ làm lắm cô. Dạ. Mua mua cái xà lanh gì về. Dạ không, mình tự làm bằng tay được chút tại người ta làm cầu kỳ á. Vừa sao hút rau rồi. À, mình khui cái lỗ bự một chút. Dạ, người ta bán thì người ta khui lỗ nhỏ. Dạ. Nay nó bán ở đây ế mà chú lại thích ăn trứng đó. Dạ. Nó ế cái xong nó không bán. Có hôm mà cô mua mà nó nuột, à nó nướng. Dạ. Tới nó nuôi nó sát vỏ luôn, bóc dạ, ra. Dạ. Nó ế nướng bao nhiêu ngày vậy chị? Dạ. Giận lắm. Dạ. Mình làm nhà nó cũng sạch sẽ, mình ăn cũng an tâm. Có cái xửng hấp. Cô có xửng hấp mà. Mời làm liền cho nóng. Cái đó dễ, dễ làm lắm. Nhà dạ. Mỗi lần con làm lần chắc trong ngoại trứng con bán luôn mà bán cho mấy đứa nít trong xóm. Dạ làm hoài. Có khi làm rồi không canh lửa cô bỏ đi tới đi rồi á cái nó khóc á nó bị xì. Cái đó là mình phải canh lửa, lửa nhỏ lửa lớn cũng được nhưng mà mình phải dở nắp thường xuyên không cái nó chúng nó bùng ra nó không mẹ chắc là do mình cho cái hơi nó quá, không cái hơi á cô cái hơi mà cô không lấy hơi, xả hơi á ngọt quá cắt cỏ lắm mẹ ăn ngán như chợ là họ mua trứng công nghiệp làm đó. Dạ còn như mình lấy gà mình làm ngon hơn đó. Nhưng mà gà mình nhỏ quá chú gà công nghiệp nó mới to mới ngon dạ. Vậy trứng vịt có nướng không? Chắc được chưa, hồi đó giờ chưa thử. Hình như trứng vịt bị tanh. Người ta mới không nướng chứ không thôi người ta cũng nướng trứng vịt. Dạ. Dạ. Còn có trộn rau câu không? Có, mình cho xíu rau câu vô để cho nó dài nó cứng lại. Em nghe người ta nói vậy chứ em chưa làm. Món nó dễ lắm, đơn giản lắm. Chủ yếu là mình hấp mình canh lửa.
hấp không canh lửa cái nó nở nha. Cái lo đi làm gì á cô, cái không không mở ra thường xuyên á, phải mở ra. Xong với nước